theo mỗi anh chị mua thì mỗi người có mỗi nhu cầu sử dụng khác nhau. Nhưng mà theo em thì nếu mà sau này anh chị có thể mà mua bán để kinh doanh thì cũng có thể là phân lô tách thửa được. À, cái mô hình kiểu là bây giờ anh chị tách một lô rồi anh chị làm mô hình nghỉ dưỡng trước, làm một cái mô hình nghỉ dưỡng ở giữa hoặc ở ở giữa hoặc là ở bên này đó, để mà dẫn dắt những cái nhà đầu tư về làm những cái mô hình giống nhau và làm tạo ra một khu nghỉ dưỡng luôn anh chị. Rất là tuyệt vời. Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Thì chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Trước khi vào video thì em Điền cũng xin chúc cho cô chú chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay, đặc biệt hôm nay, anh chủ đất mình có gửi em Điền bán một lô đất mà thực sự là rất là đẹp. Bởi vậy em mới chạy vô đây, đang là 12 giờ trưa đó, em phải chạy vô liền em quay cái bất động sản này cho cô chú mình cùng xem nè. Thì em cũng nói sơ qua cái bất động sản này. Bất động sản của mình á, em muốn giới thiệu đây á là chính xác của bất động sản này là 19.000 777 m2. Và có mặt tiền đường nhựa giáp, mặt tiền đường nhựa hiện hữu này nè. 158 m đường nhựa. Dài rất là dài luôn. Đấy, nãy giờ trước khi vào đất thì em đã đi xung quanh bất động sản mình rồi. Đây. Bất động sản mình thì đang là có là hướng đông anh chị, hướng đông, hướng này nè, hướng đông ha, có hướng đông anh chị. Và cái ranh của mình đây ha, ranh của mình từ đây đổ qua là 158 mét một tiền, chiều sâu là 150 mét. Thường thường em quay một cái bất động sản nào mà có diện tích lớn á, tương đối là xa, nhưng mà đặc biệt cái bất động sản này gần 2 hectare mà nằm ngay khu dân cư luôn anh chị. Kế bên là có nhà rồi nè. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì như anh chị cũng đã biết là vị trí địa lý của xã Phước Tân mình thì là nằm cũng rất là gần biển. Thì biển là thuộc xã Phước Thuận, mà xã Phước Tân mình lại giáp với xã Phước Thuận, thì anh chị nghĩ đi thì ra biển cũng tương đối là gần. Tùy cái vị trí của bất động sản thôi. Thì như vị trí bất động sản của em Điền đây giới thiệu đây á, thì cách ra biển Hồ Tràm khoảng là 15 cây số. Và ra thị trấn Phước Bổ cũng như là trung tâm huyện thì khoảng là 3 cây. 3 cây. Thì cái chỗ bất động sản này á, cái vị trí nó nằm ngay là gần những trục chính như là đường Suối Rau Phước Tân nè. Đường đó mình đi được Châu Đức nè, đi được Đồng Nai. Vân vân. Còn giáp với lại cũng gần tỉnh lộ 328 này, quốc lộ 55 này. Đó thì quốc lộ 55 là hướng này ha. Em đang chỉ theo cái hướng chim bay thôi. Hướng này là ra quốc lộ 55 này. Và cái hướng này là đi 328 này. Cái hướng này là cái hướng đi ra Phước Tân Suối Rau. Thì từ cái vị trí này mà đi ra Phước Tân, đường Phước Tân Suối Rau đó thì khoảng là 2 cây số thôi. 2 cây số đổ lại là đi ra tới đường đó rồi. Còn đi ra cái chỗ đường quốc lộ 5 thì cũng như là trung tâm huyện đó, thị trấn Phước Bổ đó thì 3 cây ha. Và 328 cũng vẫn vậy. Thường thường cái bất động sản mà em quay có diện tích lớn á, thường thường là toàn là đất trồng cây thôi. Nhưng mà đặc biệt riêng cái bất động sản này gần 2 hectare mà có sẵn 100 mét thổ cư rồi anh chị. Và đặc biệt là đất mình là có một nửa là quy hoạch phủ hồng nha. Một nửa là quy hoạch phủ hồng, mình có thể lên thêm thổ cư được ha. Còn là phía sau là đất trồng cây thôi. Đây, nãy giờ thì em Điền đang đi trên mặt tiền đường của mình nè. Nãy giờ đi chắc được nửa đường rồi đó. Còn nửa đường mới tới cái ranh của mình ha. Đa số là những cái đất có diện tích lớn thì thường thường là sẽ có vài sổ vài thửa gộp lại mới thành một cái miếng đất. Nhưng mà riêng miếng đất này thì có một sổ một thôi anh chị, một sổ một. Chỗ này thì dân cư cũng thưa thớt thôi, cũng không đông lắm.
Hồi nãy cái đường này thì cái đường này đi xuống xa mới là tới đường cục. À, mà đường cục thì hồi nãy em có quay cái ruộng đó anh chị, đó là cuối đường đó anh chị. Như anh chị có thể thấy là nhìn qua đây cũng có thể thấy cái nhà mái thái và cái nhà ngói, nhà nghỉ dưỡng này. Ở bên kia cũng có luôn anh chị. À. Đây anh chị, đây. Tới đây là ranh của mình rồi. 158 mét mặt tiền đường nhựa, sâu 150. Thì theo cái diện tích này thì cũng không, tính ra cũng không vuông anh chị. Tại vì đất lớn mà, nên là kêu mà vuông thì cũng khó. Đó. Đây, tới đây ha. Mình thẳng luôn và mình hơi uống cong chút xíu. Thì cái hầu của mình là chỉ còn 100, gần 104 mét thôi. Đó, ở phía sông, ở phía trong thì cây cỏ nó hơi nhiều, nên là em sẽ quay lay cam lên cho cô chú chị mình xem được rõ hơn và được tổng quát hơn anh chị. À, và em cũng báo luôn cái giá bất động sản này anh chủ này gửi em bán thì thực sự nha, thực sự cái khu vực này mà giá bán cái này rất là rẻ luôn anh chị, tính ra là 1 triệu một mét vuông thôi đó, 1 triệu một mét vuông mà với diện tích là 19.777 mét vuông, tương đương là 19 tỷ 777 triệu ha. Đó là, đó là tổng số tiền, đó tổng số tiền của bất động sản mình. Nhưng mà anh chủ nói với em á, nói với em riêng em mà chào tới cái khách của em á thì sẽ có ưu đãi hơn ha, ưu ái hơn ha. Đó. Thì tất nhiên là giá này thì sẽ là có giá thương lượng anh chị. Anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ em và gặp chủ trực tiếp để thương lượng luôn anh chị. Đó, em chỉ là cái người giới thiệu thôi. Đó, thì để hai người trực tiếp làm việc luôn, chủ đất và anh chị khách hàng tự trực tiếp làm việc với chủ đất mình luôn ha. Đó, tính ra là giá cũng rất là hợp lý anh chị, có 1 triệu một mét vuông thôi mà khu dân cư đất thì đất hát, đất mẫu nhưng mà có trăm thổ cư, đất lại cao ráo này anh chị có thể thấy này. Rất là cao ráo, 19.777 mét vuông, giá bán 19 tỷ 777 triệu rồi. À, cô chú chị nào mà quan tâm tới cái bất động sản này á thì liên hệ em nha. Thì theo mỗi anh chị mua thì mỗi người có mỗi nhu cầu sử dụng khác nhau, nhưng mà theo em thì nếu mà sau này anh chị có thể mà mua bán để kinh doanh thì cũng có thể là phân lô tách thửa được để mà bán. Như kế bên của mình thì có những lô tách ra bán rồi anh chị. Và có thể là mình có thể mua về mình xây dựng hoặc làm gì đó. Cái mô hình kiểu là bây giờ anh chị tách một lô rồi anh chị làm mô hình nghỉ dưỡng trước, làm một cái mô hình nghỉ dưỡng ở giữa hoặc là ở giữa hoặc là ở bên này đó, để mà dẫn dắt những cái nhà đầu tư về làm những cái mô hình giống nhau. Đó, là làm tạo ra một khu nghỉ dưỡng luôn anh chị. Đó, rất là tuyệt vời.